K39, hôm nay em xin trình bày một vấn đề không kém phần quan trọng so với các đại sự như ăn uống ngủ ị. Nhưng mà từ lâu nay thì chúng ta hiếm khi đề cập, hay đúng hơn là ngại đề cập, thì đó là tình dục. Thậm chí như bác sĩ đa khoa như tụi em thì cái vấn đề, cái lĩnh vực đó vẫn còn rất non và xanh. Hy vọng được sự đóng góp của người có kinh nghiệm như thầy. Nhiều người kinh nghiệm lắm á. Và một trong số ít phương pháp mà hỗ trợ trong cái đời sống sinh hoạt tình dục mà rất là phổ biến ở Âu Châu, nhưng mà thật ra lại có bắt nguồn từ Ấn Độ là khoảng 6.000 năm trước, đó là tăng ca xếp. Thì để hiểu cái khái niệm cái tăng chiết xếp này thì chúng ta phải đi từ cái khái niệm là tăng ca. Thì tăng ca là một cái từ phạn cổ, nó có nghĩa là sự hòa hợp liên tục thống nhất thể. Và cũng có thêm cái nghĩa nữa là mở rộng cái nhận thức thông qua tất cả các giác quan. Thì suy ra cái tăng chiết xếp thì có nghĩa là hòa hợp để cùng có thông qua. Hay là cái tận hưởng cái xét bằng tất cả các giác quan. Vậy thì chúng ta sẽ thực hành cái tăng ca xét như thế nào? Có bạn nào đồng ý lên minh họa không ạ? Nếu mà không có minh họa thì mình xin cái tóm lược nó cái tăng chiết xét này như sau. Thì cái tăng chiết xét á là nó có bà con gần với cái yoga hay là thiền. Thì trong cái yoga và thiền này á thì cái yếu tố quan trọng đó là yếu tố hơi thở và tinh thần. Để mà thực hành cái tăng chiết xét này á thì chúng ta cần có thêm được cái không gian. Thì cái không gian này chúng ta có thể là có nhạc nè, có nến, có hoa, có mùi hương để mà bổ trợ cho cái tăng chiết xét này nó dễ thành công hơn. Và không kém phần quan trọng đó là cái sự riêng tư. Trong cái lúc mà thực hành cái tăng chiết xét này thì chúng ta phải điều hòa được cái hơi thở. Và phải có cái phút gọi là cái phút dạo đầu. Thì trong cái phút dạo đầu này chúng ta làm cái gì? Chúng ta có thể mơn trớn, vuốt ve mà hôn hết 1-2 phút gì đó. Chúng ta phải vận dụng tất cả các giác quan. Biết lửa gì rau gì đó với cái đó. Giác quan xúc giác thì chúng ta có thể là vận dụng là lưỡi, rau. Nhưng mà phải từ từ và chậm rãi. Bắt đầu là hai người thấy nhìn nhau, đối diện nhau trước, rồi điều hòa hơi thở, cảm nhận nhau. Không cần biết là cái hành động đó đúng hay sai, chỉ cần biết là đem lại được cái phản cảm cho cái đối phương. Mấy người ra đứng nút lưỡi ngoài góc đường, ngoài lề đường nhóc ghé đó, cái đó gọi là tăng ca không? Cái đó thì chắc là
ăn dụng thôi chứ không 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 phải tận đâu, nó đứng ở góc đường mà nó đứng trên xe buýt, xe lửa, trên máy bay rồi khắp nơi đó, rồi cái đó nó trên cao, cái đó thì nó thiếu cái yếu tố không gian, sự riêng tư. Nếu mà có điều kiện hơn thì chúng ta có thể mua cái ghế tầng trà. cái ghế tầng trà đó kèm theo cái bảng là 24 tư thế có clip hướng dẫn sử dụng luôn. Thì kết luận thì cái tăng chiếc xét này á, là nó cần cái sự luyện tập để thành thục. Hiểu đơn giản á, cái tăng chiếc xét nó chỉ cho chúng ta thay vì ăn ngấu nghiến một cái kem thì chúng ta liếm cho cái kem đó tan từ từ một cách hoàn hảo. Nhưng mà trong cái bối cảnh bác sĩ phải làm bệnh viện công và đi khám ngoài giờ như hiện giờ thì cái chắc không có còn tâm tư nào cho cái tăng chiếc xét này được. Mà cái tăng chiếc xét này có vẻ hợp hơn cho những cái đối tượng nắng thì ngủ, mưa thì nghỉ, mát trời thì mới chơi. Và xin nhắc lại tình dục là cái vấn đề quan trọng, như thầy hay đùa là có nắng có gió mà không có cái đó thì chết cho rồi. Để biết thêm chi tiết thì có thể là truy cập vào cái đường link của cái clip ở trên cái trang Người Cần Thơ của thầy.